Đặng Vi lộ ảnh hôn môi, người yêu cực phẩm, đằng gái nhỏ hơn Dương Tử 10 tuổi. Đặng Vi là sao nam tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ. Sau trường tương tư, đóng cặp Dương Tử, Đặng Vi tiếp tục có trong tay miếng bánh lớn khi đảm nhiệm vai nam chính trong Tiên Đài Hữu Thủ. Sau thời gian ấp ủ, mới đây, ekip bộ phim gây sốt khi tung poster chính thức. Hé lộ khoảnh khắc hôn môi cực ngọt giữa Đặng Vi với tình màn ảnh mới. Tiên Đài Hữu Thủ tiếp tục là một dự án cổ trang của nam thần Đặng Vi. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ sớm thay thế vị trí hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn của La Vân Hy, Thành Nghị, Tiêu Chiến vào một ngày không xa. Nhân ngày hội chiêu thương ngày 23 tháng 4, đoàn làm phim đã tung poster đôi và clip hậu trường đặc biệt của Đặng Vi với Hướng Hàm Chi. Trong poster, cặp đôi diện đồ cổ trang đẹp mắt, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trong khi Đặng Vi bảnh bao trong trang phục tối màu, thì Hướng Hàm Chi lại đẹp nền nã khi khoác lên người bộ váy cổ trang màu hồng tím. Điểm nhấn của nữ chính là chiếc tài hoa màu hồng đẹp mắt. Cả hai được khen đẹp đôi, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn kết hợp giữa Đặng Vi với tân binh khủng Hướng Hàm Chi. Sao nữ sinh năm 2002 sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất tròn trẻ, được gọi với biệt danh ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Trước đó, tên tuổi anh lên như diều gặp gió khi yêu đương với Dương Tử trong phim Trường Tương Tư. Trong thời gian tới, nam diễn viên cũng sẽ tái hợp Dương Tử khi phần 2 Trường Tương Tư ra mắt. Tiên Đài Hữu Thủ được cầm trịch bởi đạo diễn Doãn Đào, người đứng sau thành công của Đại Đường Vinh Diệu, Khả Thí Thiên Hạ, Thiên Cổ Quyết Trần. Phim được cải biên từ tiểu thuyết tiên hiệp cùng tên, phần kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Lưu Phương của Thần Ẩn, Liên Hoa Lâu, Lưu Ly.